Man United chi 100 triệu euro chiêu mộ Jude Bellingham. Ronaldo rời MU để gia nhập Chelsea. Dortmund sang Việt Nam đá giao hữu. MU chi 100 triệu euro chiêu mộ Jude Bellingham. Màu đỏ lên kế hoạch đổ bom tấn 100 triệu euro. Theo báo chí nước Anh, MU sẽ tham gia vào cuộc đua giành chữ ký của Jude Bellingham. Tại thời điểm hiện tại, Bellingham đang được định giá vào khoảng 100 triệu euro và thời hạn hợp đồng giữa anh với Dortmund vẫn còn kéo dài đến tận năm 2025. Vì vậy mà bất cứ đội bóng nào muốn có được chữ ký của Jude Bellingham chắc chắn sẽ phải đối mặt với thái độ cứng rắn đến từ câu lạc bộ vùng Ruhr trên bàn đàm phán. MU vừa có một mùa hè mua sắm rầm rộ, nhưng mùa hè tới họ sẽ không chỉ nhắm đến việc bổ sung các ngôi sao, mà còn là phải quyết định tương lai của một số cầu thủ trong đội hình. Mặc dù là kỷ nguyên Erik ten Hag đang có sự tiến triển, thế nhưng ông vẫn phải thừa nhận khá nhiều tàn dư trên tiêu cực từ giai đoạn Ed Woodward điều hành câu lạc bộ. Trong mùa hè sang năm sẽ có 6 cầu thủ đội 1 của MU hết hợp đồng và đáng nói là cả 6 cầu thủ đều có giá trị nhất định chứ không phải những cá nhân chắc chắn bỏ đi. Thậm chí trong đó còn có Cristiano Ronaldo, người mà việc đi hay ở đã gây rất nhiều xì xào trong những tháng qua. Bên cạnh Ronaldo thì những cầu thủ sắp hết hợp đồng là David De Gea, Diogo Dalot, Luke Shaw, Fred và Marco Rashford. Vậy trong số này, những ai dự kiến sẽ phải rời Old Trafford và ai được giữ lại? Cristiano Ronaldo rơi vào trường hợp này. Trong mùa hè qua, Ronaldo đã gây đủ rắc rối cho MU về việc muốn đi hay kế cúp C1 với một câu lạc bộ khác nhân lúc MU đang trong cảnh thiếu tiền đạo. Nay, với phong độ tốt của Marco Rashford trong chuỗi trận vừa qua, cộng thêm Erik ten Hag chắc chắn muốn kiểm một chân sút trẻ khỏe hơn, Ronaldo không còn cửa để ở lại, kể cả có đá dự bị. Marco Rashford thì xem ra sẽ còn có tương lai lâu dài ở MU căn cứ vào phong độ vừa qua của anh. Di chứng của chấn thương lưng mùa trước đã hết, Ten Hag có vẻ ưa thích dùng anh bởi khả năng hoạt động năng nổ và tính cơ động của Rashford trên hàng công là hơn hẳn Ronaldo. MU có thể sẽ gia hạn với Rashford trong tầm tháng 10 tới để tránh khả năng anh đi theo luật Bosman. Trong khi đó thì Diogo Dalot đã đảo chiều sự nghiệp với những màn trình diễn vừa qua. Anh thể hiện được năng lực của mình một khi được Ten Hag tin tưởng và cho thấy khả năng đá tốt trong một sơ đồ tấn công so với Aaron Wan-Bissaka. Man United có thể kiếm một hậu vệ biên chất lượng hơn Dalot, thế nhưng việc giữ chân anh ở lại lúc này để tạo tính ổn định là điều nên làm. David De Gea đã không còn ở độ tuổi có thể tiến bộ hơn được. Và Ten Hag thì chắc chắn là muốn một thủ môn chơi trần tốt hơn lẫn chủ động trong ra vào hơn. Bên cạnh đó thì lương của De Gea là quá cao, trong khi Dean Henderson thì vẫn đang thuộc biên chế của MU. Thế nên ban lãnh đạo của Man đỏ có lẽ sẽ còn theo dõi phong độ của De Gea cho tới khi hết mùa chứ không vội vã mời anh tái ký. Sự xuất hiện của thầy Malaysia khiến cho vị trí của Luke Shaw giờ không còn được đảm bảo nữa. Và xem ra Luke Shaw sẽ muốn đá chính ở một nơi khác để giữ chỗ trên đội tuyển Anh. Luke Shaw không còn là tương lai của câu lạc bộ, thế nên việc đi hay ở với MU sẽ còn phụ thuộc vào những gì diễn ra trong phần còn lại của mùa giải năm nay. Fred hiện đang dự bị sau khi Ten Hag định hình bộ ba tiền vệ là McTominay, Eriksen, Fernandes và khả năng đá chính của anh là càng khó với sự gia nhập của Casemiro. Tuy nhiên thì Fred là một cầu thủ đa năng nên anh sẽ có cơ hội ra sân ở một số thời điểm nhất định và khả năng anh được MU gia hạn cũng cao hơn so với De Gea và Luke Shaw. Ronaldo rời Man United để gia nhập Chelsea. Ronaldo đứng trước cơ hội rời MU khi mà Chelsea xác định CR7 là mục tiêu số 1 của họ trong phiên chợ mùa đông. Sau một thời gian im ắng thì trong những ngày gần đây, thông tin Chelsea quay trở lại đàm phán với MU và Jorge Mendes về trường hợp của Ronaldo lại xuất hiện trở lại, đặc biệt là sau vụ Tobrelli sa thải Thomas Tuchel đầy bất ngờ. Được biết thì nguyên nhân chính dẫn đến sự tan vỡ của hôn nhân giữa Chelsea và Tuchel nằm ở chính sách làm việc không đồng nhất giữa chủ tịch Tobrelli và Thomas Tuchel. Trong khi doanh nhân người Mỹ muốn Tuchel trở thành một manager, tức là quản lý đội bóng kiêm chuyên môn, thì Tuchel lại muốn thực hiện vai trò của một coach, tức là tập trung công tác huấn luyện. Ngoài ra thì sự căng thẳng trong mối quan hệ giữa hai nhân viên trên còn đến từ Ronaldo. Tobrelli rất ngưỡng mộ Ronaldo và ông là người trực tiếp đề nghị mua Cristiano Ronaldo nhằm hai mục đích, thương mại và chuyên môn. Mặc dù 37 tuổi thế nhưng không thể phủ nhận Ronaldo vẫn là ngôi sao có sức hút vô cùng lớn. Chuyên môn thì khỏi cần phải bàn, thế nhưng huấn luyện viên Thomas Tuchel từ chối yêu cầu trên từ vị chủ tịch quyền lực. Đến những ngày cuối cùng, Tobrelli thêm một lần nữa bàn với Tuchel về trường hợp của Ronaldo. Song vị chủ tịch người Mỹ vẫn nhận được cái lắc đầu từ huấn luyện viên người Đức. Cực chẳng đã, Tobrelli đành chấp nhận yêu cầu từ Tuchel. Nhưng khi mà thành tích trở nên tệ hại, Chad sa thải ngay lập tức đến với Tuchel sau trận thua Dinamo Zagreb trong trận mở màn cúp C1. Graham Potter được bổ nhiệm sau đó ít ngày và theo tờ Telegraph. Ngay sau khi ngồi vào chiếc ghế nóng của Chelsea, Potter cùng Bradley ngay lập tức tái khởi động thương vụ Ronaldo. Về phía Anh, được Chelsea hỏi mua là cơ hội không thể tốt hơn để CR7 rời khỏi nhà hát của những cơn ác mộng.
Cập bến Chelsea, Ronaldo sẽ có bến đỗ có thể coi như là vĩ đại trong những năm tháng cuối cùng của sự nghiệp. Dortmund sang Việt Nam đá giao hữu. Đại diện của Bundesliga sẽ tham dự một số trận giao hữu tại Singapore, Indonesia và Việt Nam trong thời gian nghỉ nhường chỗ cho World Cup 2022. Trang chủ của câu lạc bộ Dortmund thông báo, trong thời gian diễn ra World Cup 2022, chúng tôi sẽ hành quân đến Đông Nam Á với phần còn lại của đội hình vào cuối tháng 11. Chuyến du đấu sẽ diễn ra từ ngày 21 tháng 11 đến ngày 1 tháng 12 qua lần lượt các nước là Singapore, Việt Nam và Indonesia. Dortmund sẽ chơi một trận với các đội địa phương tại mỗi quốc gia trong số 3 quốc gia kể trên. Thông tin chi tiết về đối thủ và ngày thi đấu sẽ được công bố trong thời gian sắp tới, đội bóng vùng rùa xác nhận. Tuy nhiên, Dortmund thừa nhận họ không thể cử đội hình mạnh nhất cho chuyến du đấu này, lý do là những cầu thủ trụ cột của họ bận tham dự World Cup nếu như được triệu tập. Khi ấy, thành phần của đội bóng áo vàng đen nhiều khả năng bao gồm những người còn lại trong đội hình kết hợp lứa U19 và U23. Những Julian Brandt và Marc Reus của tuyển Đức hay Julian Bellingham của tuyển Anh có thể không góp mặt. Huấn luyện viên trưởng Edin Terzic chia sẻ, trong trường hợp đặc biệt này, ngoài những cuộc chạm trán hấp dẫn trên, tôi cũng mong được gặp những người hâm mộ từ các quốc gia Đông Nam Á và cùng họ chia sẻ niềm đam mê dành cho đội bóng thân yêu. Đội tuyển Việt Nam sẽ tham dự trận giao hữu với Dortmund, dự kiến là ngày 30 tháng 11. Đó hứa hẹn là cơ hội để các cầu thủ Việt Nam có thể giao lưu và tích lũy kinh nghiệm thi đấu với đội bóng hàng đầu thế giới. Dortmund là đội bóng giàu truyền thống nước Đức. Trong những năm qua, thành tích của họ có phần đi xuống do sự thống trị tuyệt đối của Bayern Munich tại giải quân đội. Trải qua 6 vòng đấu tại Bundesliga mùa này, Dortmund giành được 4 chiến thắng và có 2 trận hòa, tạm xếp tại vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng với 12 điểm. Ronaldo rời Man United để gia nhập Chelsea. Ronaldo đứng trước cơ hội rời MU khi mà Chelsea xác định CR7 là mục tiêu số 1 của họ trong phiên chợ mùa đông. Sau một thời gian im ắng thì trong những ngày gần đây, thông tin Chelsea quay trở lại đàm phán với MU và Jorge Mendes về trường hợp của Ronaldo lại xuất hiện trở lại, đặc biệt là sau vụ Tobrelli sa thải Thomas Tuchel đầy bất ngờ. Được biết thì nguyên nhân chính dẫn đến sự tan vỡ của hôn nhân giữa Chelsea và Tuchel nằm ở chính sách làm việc không đồng nhất giữa chủ tịch Tobrelli và Thomas Tuchel. Trong khi doanh nhân người Mỹ muốn Tuchel trở thành một manager, tức là quản lý đội bóng kiêm chuyên môn, thì Tuchel lại muốn thực hiện vai trò của một coach, tức là tập trung công tác huấn luyện. Ngoài ra thì sự căng thẳng trong mối quan hệ giữa hai nhân viên trên còn đến từ Ronaldo. Tobrelli rất ngưỡng mộ Ronaldo và ông là người trực tiếp đề nghị mua Cristiano Ronaldo nhằm hai mục đích, thương mại và chuyên môn. Mặc dù 37 tuổi thế nhưng không thể phủ nhận Ronaldo vẫn là ngôi sao có sức hút vô cùng lớn. Chuyên môn thì khỏi cần phải bàn, thế nhưng huấn luyện viên Thomas Tuchel từ chối yêu cầu trên từ vị chủ tịch quyền lực. Đến những ngày cuối cùng, Tobrelli thêm một lần nữa bàn với Tuchel về trường hợp của Ronaldo. Song vị chủ tịch người Mỹ vẫn nhận được cái lắc đầu từ huấn luyện viên người Đức. Cực chẳng đã, Tobrelli đành chấp nhận yêu cầu từ Tuchel. Nhưng khi mà thành tích trở nên tệ hại, Chelsea sa thải ngay lập tức đến với Tuchel sau trận thua Dinamo Zagreb trong trận mở màn cúp C1. Graham Potter được bổ nhiệm sau đó ít ngày và theo tờ Telegraph, ngay sau khi ngồi vào chiếc ghế nóng của Chelsea, Potter cùng Bradley ngay lập tức tái khởi động thương vụ Ronaldo. Về phía Anh, được Chelsea hỏi mua là cơ hội không thể tốt hơn để CR7 rời khỏi nhà hát của những cơn ác mộng. Cập bến Chelsea, Ronaldo sẽ có bến đỗ có thể coi như là vĩ đại trong những năm tháng cuối cùng của sự nghiệp.